khẩn trương điều tra nguyên nhân một quân nhân sinh năm 2002 tử vong. Thứ Tư, ngày 30 tháng 6 năm 2021, VTV.vn đưa tin, người nhà quân nhân Trần Đức Đô và một số người địa phương bức xúc cho rằng cái chết của nạn nhân có nhiều dấu hiệu bất thường và yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân quân nhân Trần Đức Đô, sinh năm 2002, quê tại khu Đa Hội, phường Châu Khê, thị xã Tử Sơn, tỉnh Bắc Ninh tử vong trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Tiểu đoàn 4, Đại đội 14, Trường quân sự quân khu 1 vào ngày 28 tháng 6. Đại diện quân khu 1, Bộ Quốc phòng bước đầu xác nhận vụ việc quân nhân Trần Đức Đô tử vong là do tự tử. Sau khi phát hiện, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Quân khu 1 đã thông tin đến gia đình nạn nhân và phối hợp với gia đình đưa thi thể nạn nhân về làm lễ, an táng tại quê nhà. Đêm ngày 28 tháng 6, lực lượng công an và cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng khám nghiệm tử thi và khẩn trương điều tra vụ việc. Trong ngày 29 tháng 6, đại diện quân khu 1, huyện ủy, ủy ban nhân dân thị xã Từ Sơn, ban chỉ huy quân sự thị xã Từ Sơn đã đến gia đình nạn nhân thăm hỏi, động viên gia đình vượt qua nỗi đau. Trước đó, từ đêm ngày 28 tháng 6 đến nay, trên mạng xã hội liên tục phát video trực tiếp hình ảnh đám tang của quân nhân Trần Đức Đô, trong đó có các hình ảnh khám nghiệm tử thi, những dấu hiệu được cho là thương tích trên cơ thể nạn nhân. Người nhà và một số người địa phương bức xúc cho rằng cái chết của nạn nhân có nhiều dấu hiệu bất thường và yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc. Trao đổi với Dinh, người nhà quân nhân này cho biết anh Đô đăng ký nhập ngũ ngày 16 tháng 1 và thực hiện huấn luyện tại Bắc Giang. Đến giữa tháng 6, anh chuyển nơi huấn luyện đến Đại học Quân sự Quân khu 1. Hôm 27 tháng 6, Đô gọi điện về cho dì trong tình trạng khỏe mạnh, nói là bị bắt nạt nhưng dặn không được kể với bố mẹ. Đến chiều 28 tháng 6, đơn vị gọi về báo cháu đột tử, nhưng sau đó một lúc thì lại gọi lại bảo cháu tự tử, người thân quân nhân Đô kể. Sau khi nhận tin báo, gia đình của anh Đô được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên để nhận thi thể. Đến nơi, người nhà cho biết việc khám nghiệm tử thi đã thực hiện. Khi nhận thi thể, gia đình phát hiện rất nhiều vết thương ở vùng đầu, mặt, lưng và ngực, người thân của anh Đô nói. Gia đình nam quân nhân cho biết dù chiều 29 tháng 6 các thủ tục tang lễ đã hoàn tất, người nhà quyết định chưa mai táng. Họ dự định tìm nơi nhận giữ thi thể cho đến khi vụ việc được làm sáng tỏ. Nhiều chính sách có hiệu lực từ 1 tháng 7, người dân được hưởng lợi. Nhiều chính sách có hiệu lực từ tháng 7 sẽ đem lại lợi ích cho người dân như nới điều kiện nhập khẩu vào thành phố lớn, bỏ điều kiện đăng ký tạm trú, tăng trợ cấp cho nhiều đối tượng. Tháng 7 là thời điểm nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực. Đặc biệt, việc luật cư trú có hiệu lực kéo theo nhiều thay đổi trong đăng ký thường trú, tạm trú cũng như cấp sổ hộ khẩu, làm căn cước công dân. Thu hồi, không cấp mới sổ hộ khẩu, sổ tạm trú từ 1 tháng 7. Chính sách mới liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú chính thức thay đổi. Đây là những cuốn sổ gắn liền với mỗi hộ dân hàng chục năm qua, nhưng từ mốc này, khi công dân thực hiện thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ đã cấp trong một số trường hợp. Ngoài ra, ngày đầu tiên của tháng 7 là thời điểm bắt đầu không cấp mới sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Người dân khi đi làm thủ tục đăng ký thường trú không còn được cấp sổ hộ khẩu, làm thủ tục đăng ký tạm trú không còn được cấp sổ tạm trú. Đồng thời, các cuốn sổ này nếu mất, bị hư hỏng, rách nát cũng không còn được cấp lại. Tuy không cấp mới sổ hộ khẩu và sổ tạm trú nhưng 1 tháng 7 chưa phải là thời điểm bãi bỏ hoàn toàn hai loại giấy tờ này. Theo luật, đến ngày 1 tháng 1 năm 2023, sổ hộ khẩu và sổ tạm trú mới chính thức bị xóa bỏ hoàn toàn. Như vậy, thay vì cuốn sổ giấy, từ ngày 1 tháng 7, việc quản lý dân cư sẽ được quản lý bằng dữ liệu điện tử. Mọi thông tin về cư trú của người dân sẽ được cập nhật và lưu tại cơ sở dữ liệu về cư trú. Nhiều thay đổi lớn về đăng ký thường trú, tạm trú khi luật cư trú 2020 có hiệu lực. Việc đăng ký thường trú, tạm trú có nhiều thay đổi. Theo đó, điều kiện đăng ký thường trú tại 63 tỉnh, thành là như nhau, không phân biệt thành phố trực thuộc trung ương như trước đây. Đáng chú ý, việc nhập hộ khẩu vào các thành phố lớn có phần cởi mở hơn vì đã xóa bỏ điều kiện thời gian tạm trú. Chỉ yêu cầu người dân có chỗ ở hợp pháp là có thể làm thủ tục đăng ký. Trong thủ tục đăng ký tạm trú, luật không còn yêu cầu người thuê nhà phải có ý kiến đồng ý của chủ nhà. Luật cư trú còn bổ sung quy định về những nơi không được đăng ký thường trú, tạm trú như nhà nằm trên đất lấn chiếm, nhà đã có quyết định thu hồi đất, nhà đã có quyết định phá dỡ. Nhiều điểm mới trong thủ tục làm căn cước công dân 1/7 là mốc một số văn bản liên quan đến căn cước công dân gắn chip có hiệu lực. Đó là thông tư 59 và thông tư 60 của Bộ Công an. Hai thông tư này đã tạo ra bước tiến mới trong quy trình, thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip. Theo đó, Bộ Công an yêu cầu thu hồi mọi chứng minh nhân dân cũ, 9 số, 12 số khi người dân làm thủ tục đổi sang căn cước công dân gắn chip, trong khi trước đây chỉ thu hồi với chứng minh nhân dân bị hỏng, bong chóc.
không rõ nét, còn các trường hợp khác chỉ bị cắt góc và được trả lại cho người dân. Thời gian tối đa để cấp căn cước công dân cho người dân là 8 ngày làm việc. Mã QR trên thẻ căn cước công dân chứa thông tin về số chứng minh nhân dân cũ của người dân. Do đó, người dân không cần phải xin giấy xác nhận số chứng minh nhân dân và cung cấp khi làm các thủ tục giao dịch sử dụng số chứng minh nhân dân cũ như trước đây, trừ trường hợp mã QR không có thông tin này. Cũng từ ngày đầu tiên của tháng 7, người dân chính thức được làm căn cước công dân ở nơi tạm trú thay vì phải về nơi thường trú như trước đây. Một điểm mới khác là khi đi làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip, người dân không còn phải điền thông tin trên tờ khai căn cước công dân như trước, mà cán bộ làm thủ tục sẽ tìm kiếm thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sau đó in phiếu cho người dân kiểm tra, ký và ghi rõ họ tên. Tăng trợ cấp cho hàng loạt đối tượng Nghị định 20 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hiệu lực từ 1 tháng 7. Theo đó, nhiều khoản trợ cấp cho các đối tượng được hưởng bảo trợ xã hội được điều chỉnh tăng từ thời điểm này. Cụ thể, trẻ mồ côi dưới 4 tuổi, trẻ nhiễm HIV thuộc hộ nghèo được hưởng trợ cấp 900.000 đồng trên tháng, thay cho mức 675.000 đồng trên tháng như trước đây. Người từ đủ 60 đến đủ 80 tuổi thuộc hộ nghèo, không có người phụng dưỡng được hưởng trợ cấp 540.000 đồng trên tháng, thay cho mức 405.000 đồng trên tháng. Người khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp 720.000 đồng trên tháng thay cho mức 540.000 đồng trên tháng. Người khuyết tật nặng được hưởng trợ cấp 540.000 đồng trên tháng thay cho mức 405.000 đồng trên tháng. Trợ cấp mai táng người chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn giao thông, tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác tối thiểu là 18 triệu đồng. Trước đây chỉ là 5,4 triệu đồng với trường hợp gia đình tổ chức mai táng. Hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác cho hộ dân phải di rời khẩn cấp tối thiểu là 30 triệu đồng hộ thay mức tối đa 20 triệu đồng hộ như trước đây. Nhiều thay đổi về chính sách ưu đãi người có công, pháp lệnh ưu đãi về người có công có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 thay thế cho pháp lệnh năm 2005. Theo pháp lệnh này, thương binh, bệnh binh và người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh được nhà nước hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu, bao gồm nhà xưởng, trường, lớp, trang thiết bị được vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh, miễn hoặc giảm thuế đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đây là một chế độ mới mà trước đây chưa quy định cho các đối tượng người có công. Với bà mẹ Việt Nam anh hùng, mức trợ cấp hàng tháng được tăng 3 lần mức chuẩn, tức 4.872.000 đồng trên tháng, thay vì một lần mức chuẩn như quy định trước đây. Riêng với vợ hoặc chồng liệt sĩ đã tái giá nhưng vẫn nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha, mẹ đẻ của liệt sĩ khi còn sống sẽ được hưởng trợ cấp thuất hàng tháng và được hỗ trợ về bảo hiểm y tế. 6 chính sách mới về bảo hiểm y tế từ 1 tháng 7. Hàng loạt chính sách mới về bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực. Một là sửa đổi khái niệm hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế bao gồm toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú. Việc sửa đổi này để phù hợp với quy định bỏ sổ hộ khẩu giấy tại luật cư trú 2020. Hai là bổ sung nhiều đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí ngoài những người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng. Người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội thuộc nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đóng. Ví dụ người thuộc diện hộ cận nghèo chưa có chồng vợ, người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. 3 là thay đổi trong danh sách người có công và thân nhân được hưởng chính sách bảo hiểm y tế. 4 là thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất. 5 là phải công khai giá thu dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người bệnh, người đại diện hợp pháp của người bệnh. 6 là thay đổi chính sách bảo hiểm y tế với phụ nữ mang thai xét nghiệm HIV. Theo đó, phụ nữ mang thai xét nghiệm HIV theo chỉ định chuyên môn được Quỹ Bảo hiểm Y tế, ngân sách nhà nước chi trả chi phí xét nghiệm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy bấm like, comment và hãy bấm đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nha.